Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Hà Giang thực hiện, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, như thường lệ, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố Hà Giang. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của dân tộc và chào đón Xuân Ất Mùi 2015, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Giang. Chủ tịch Đàm Văn Bông đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Giang đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp. Chính vì vậy, ngay sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thành phố Hà Giang phải bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo kế hoạch, đồng thời huy động mọi nguồn lực để quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Đàm Văn Bông chúc Đảng bộ thành phố Hà Giang đón Tết vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, cũng chăm lo tới đời sống của nhân dân, để mọi người dân, thành phố đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Trong tuần, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban của thành phố Hà Giang đã đi thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn và trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố. Thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn và trẻ mồ côi, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế của gia đình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và mong muốn các thương binh, bệnh binh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và động viên con cháu anh em cùng tích cực tham gia phát triển kinh tế, học tập để phục vụ quê hương đất nước. Sự động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo thành phố tới các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn giúp cho họ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục lao động để làm ra nhiều của cải vật chất, ổn định cho cuộc sống. Trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thành phố Hà Giang đã tổ chức thăm hỏi, tặng 515 xuất quà của Chủ tịch nước, 631 xuất quà của tỉnh, 2.599 xuất quà của thành phố cho các đối tượng chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, để các hộ gia đình có điều kiện đón Tết được tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ thành phố Hà Giang đã lãnh chỉ đạo đạt được kết quả hết sức đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,49%, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 3.246,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,4 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48%. Có được kết quả đó chính là nhờ vào sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng bộ thành phố cùng với sự điều hành của chính quyền và không thể thiếu sự phối hợp trong tổ chức, triển khai thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân cùng tham gia thực hiện. Trong chương trình chuyên trang của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Hà Giang tuần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự Thành phố Hà Giang phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Để có được những kết quả đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có sự đổi mới, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động, thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong năm. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, chú trọng xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chỉnh trang xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã có nhiều phong trào được nhân dân đồng tình ủng hộ và du khách thập phương hoan nghênh, như mô hình dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu dân cư gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh. Phong trào nhà đảm bảo vệ sinh, vườn đủ rau ăn để hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào gia đình 503 sạch. Hội nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên và nông dân thông qua việc phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình như chăn nuôi lợn, nuôi gà, vịt theo hướng bán công nghiệp, sản xuất tập trung, triển khai thí điểm mô hình nuôi bò lai xin sinh sản, v.v.
Đối với đoàn thanh niên, đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức các phong trào tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, đã có trên 2.300 ngày công được thanh niên tổ chức triển khai thực hiện. Vận động ủng hộ chương trình Thanh niên thắp sáng đường làng tại thôn Lâm Đồng trị giá trên 30 triệu đồng. Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện được trên 178 đơn vị máu. Các cấp công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản chất giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội cựu chiến binh đã chú trọng xây dựng và củng cố tổ chức hội, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, nòng cốt trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tổ chức vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã thể hiện cái tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện nghị quyết, chủ động tích cực trong công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố năm 2014 vừa qua ghi dấu ấn rất quan trọng của tổ chức mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã triển khai trong các cấp cho đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức thực hiện, và tiêu biểu nhất là hai cái phong trào rất quan trọng, đó là phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 3 xã và phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị của 5 phường. Có thể khẳng định rằng là thông qua các hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, trong hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, khẳng định cái sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động của tổ chức mặt trận cũng như là các tổ chức đoàn thể để huy động lực lượng cả về tinh thần, vật chất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ thành phố. Thực tế năm 2014 đã khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự điều hành của chính quyền cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tăng cường vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong sạch vững mạnh. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng, góp phần đưa kinh tế của thành phố Hà Giang ngày một phát triển, an sinh xã hội trên địa bàn được quan tâm, chăm lo thiết thực, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thực hiện cái kết luận 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới cái phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thì trong những năm qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng luôn bám sát cái sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy với cái phương châm là hướng về cơ sở bằng những các cái phong trào, việc làm thiết thực và cụ thể hiệu quả. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc qua các cái phiên họp ủy ban cũng đã tập trung đề ra các cái nghị quyết, xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện các cái phong trào, các cái việc làm cụ thể trên cơ sở là cụ thể hóa nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hàng năm, thì đăng ký với Thường trực Thành ủy những các cái nội dung trọng tâm, những cái đổi mới đột phá, mang cái tính đột phá về công tác phong trào, vận động quần chúng nhân dân thực hiện. Để có thể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền và phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc triển khai các chỉ tiêu đã được đề ra,
cần phải có sự đổi mới những nội dung này ngay từ địa bàn khu dân cư. Thực tiễn những năm qua cho thấy, ở đâu địa bàn khu dân cư được quan tâm thì ở nơi ấy chính trị ổn định, không có các điểm nóng xảy ra, tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì mỗi khu dân cư là một hạt nhân tạo nên hình hài của một xã hội. Khu dân cư là địa bàn có yếu tố quyết định đến mọi sự thành công cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì trong đó chính là những người trực tiếp làm. Chính sách có hay đến mấy nhưng mà không có dân thì chính sách vẫn trên tờ giấy. Hơn nữa, địa bàn dân cư cũng là nơi gắn bó trực tiếp giữa đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và nhân dân lao động làm chủ tập thể. Là nơi diễn ra các phong trào, các cuộc vận động có liên quan trực tiếp tới đời sống và lợi ích của mọi người dân. Dù hoạt động ở đâu, dù ở cương vị nào, làm nghề gì, tuy tôn giáo, dân tộc có thể khác nhau, thì khu dân cư có chung là người của địa bàn phường xã và gắn bó mọi mặt với phường, với xã đó. Trong năm 2014 thì xác định nhiệm vụ của mình thì hội phụ nữ chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện chỉ đạo cho 17 trên 17 chi hội tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường cũng như nghị quyết của hội trong việc chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh. Cái cụ thể là chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo các chi hội là 17 trên 17 chi hội thực hiện được cái mô hình phụ nữ nói không với rác. Thế và bên cạnh đó thì hội phụ nữ phường chúng tôi được phân công phụ trách tuyến đường Nguyễn Thái Học là tuyến đường tuyến phố phụ nữ tự quản. Thì trong năm 2014 phát huy cái vai trò của chị em phụ nữ ở cơ sở thì đối với hội viên thì các chị em đã thực hiện rất là tốt các cái tiêu chí, đặc biệt là 9 tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh và bên cạnh đó thì thực hiện 6 tiêu chí xây dựng tuyến phố tự quản do hội phụ nữ phường đề ra. Thế và các hội viên thì đã ký cam kết và cũng là thực hiện rất là tốt các cái tiêu chí này. Được sự vận động của thôn thì gia đình tôi xóa bỏ cầu tiêu trên ao và xây nhà vệ sinh hợp lý để thực hiện nếp sống văn minh mới. Với phương châm hướng về cơ sở, sát với cơ sở, cùng cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, các chương trình, kế hoạch mà kết quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố trong năm qua đã đạt được kết quả hết sức tự hào. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2015, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hà Giang tiếp tục với phương châm hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, coi trọng việc phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở để đẩy mạnh các phong trào, các chương trình, kế hoạch mà cấp ủy đảng đã đề ra. Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động, đổi mới tư duy, cách tổ chức và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động cũng như việc phát huy dân chủ ở cơ sở, đảm bảo sự dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tin rằng kinh tế thành phố Hà Giang sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một bền chặt, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng được khẳng định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Hà Giang thực hiện, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.